Chính phủ vừa ban hành nghị định số 64, sửa đổi điều 7 nghị định số 160 của chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, theo việc quy định 17 loài thực vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghị định này quy định 28 loài được ưu tiên bảo vệ, trong đó bổ sung một số loài như là thông đỏ nam, thông đỏ lá dài, thanh tùng, hoàng liên gai lá dài, hoàng liên gai lá mốc, lan hài chai, lan vân hài, vân vân. Nghị định 64 cũng bổ sung thêm một số loại động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ như vọc bạc Trường Sơn, vườn má vàng Trung Bộ, vườn Siki, đưa tổng số loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 83 loài lên 99 loài.